cụ ơi. Ông cậu. Ây da. Con nè. Cháu dìu dắt điểm tô cung quả, thanh thà với cả chúng sanh, thiệt tòi cảm dạ chị. Yêu duy phẩm vị thầy dành cho con. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quyền kế sách của tỉnh Sóc Trăng. Sự hỗ trợ mạnh thường quân đó là cô Huệ ở Bỉ để mà gửi một ít nhu yếu phẩm cũng như là hiện kim cho ông bà cụ sống trong bệnh viện bỏ hoang, có một cái chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng như là ăn uống. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục theo Bùi Hồ ha. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ lại đây mua một ít nhu yếu phẩm cho ông bà cụ cũng như là gạo. Cô bác quý anh chị. Chị ơi, lấy cho em một 10 kg gạo ha. 30 kg với lại đường, bột ngọt, nước tương, dầu ăn, nước mắm á. À đúng rồi. Thì đây là một cái phần quà được cô Huệ ở Bỉ hỗ trợ cho ông với giá là với số tiền là 1 triệu đồng. Mình sẽ mua một ít nhu yếu phẩm, còn bao nhiêu thì sẽ trao lại cho ông bà cụ, cô bác quý anh chị. Sẽ mua 10 kg gạo đi, tại vì ông bà cụ thì chắc có lẽ là ăn ít nên thành thử là sẽ gửi cho ông ít, còn để tiền ông bà cụ có thể sử dụng trang trải cái chi phí sinh hoạt hàng ngày. Không có mai hả chị? Vậy là đường, bột ngọt, nước tương, nước mắm, dầu ăn, mì với lại 10 kg gạo. Đây là cái phần quà mà sẽ gửi cho ông bà cụ, ông cụ với bà cụ. Đây là được cô Huệ ở Bỉ hỗ trợ. Rồi tính tiền cho em luôn ha. Dạ. Muối. Nước mắm. Với là 10 kg gạo nữa chị. Ăn một hộp chiên chú chiên với chai rồi. 344. Nhiêu chị? 344. Đây em gửi chị. Đây là cái phần quà hỗ trợ cho ông cụ và cụ này cô bác cũng chị. 344.000 thì còn bao nhiêu nữa mình sẽ gửi cho lại ông bà cụ và cụ để sinh hoạt hàng ngày ha. Gạo 14.000 kg là 140.000, thùng mì 75, đường 1 kg, dầu ăn, bột ngọt, nước tương, nước mắm với lại một bịch muối. Thôi bây giờ mình đi ha. Rồi. Bây giờ thì mình đang có mặt tại cái khu bệnh viện bổ hoang đó cô bác quý anh chị. Không biết là ông cụ với bà cụ như thế nào. Mình ở bên kia nhìn qua thì không thấy cái chiếc ghe của bà cụ đi nhặt ve chai. Lúc mà mình ôm cái bao gạo á thì cầm cái máy nó hơi lắc lư, cô bác anh chị thông cảm ha. Tại hai cái tay cầm hết rồi. Một tay cầm cái phần quà, cái tay cầm gạo. Ông cụ ơi. Ông cụ ơi. Ông cụ ơi. Ông cậu. Con nè. Đây. Em có 10 kg gạo. Ngủ gì không? Trời ơi. Không có cái quạt luôn. Ngủ chưa thức không? Mới thức hả? Ra đây đi ông. Dạ. Bà cụ về chưa? Chưa. Ủa sao bà nói với con là đi đi khoảng 11, 12 giờ về mà. Bà đi hoài tối ngày rồi. Ông ở nhà có mình à? Nhà có mình à. Sáng ông ăn gì chưa? Uống gì. Sao vậy? Có nấu vàng không? Không. Sao vậy ông cụ?
Ăn bị bạ lên nhắc kia rồi. Ăn gì? Hả? Bà xôi bắp tụi bà này thấy. Không ăn cơm luôn. Ừ. Bước tiểu. Gạo bên đó. Cái đó gạo bị chỉ được cái lối đi làng này là nó hơi sạch sẽ tí xíu thôi. Còn lý do là bổ hoang với cô bác với anh chị nên thành thử là nó khá là bụi bẩm. À, ông ơi, cô hội bỉ á gỡ gạo với lại mì nè. Dạ. Với lại nước tương nước mắm được bột ngọt cho ông á. Hồ gì có bao nhiêu nha. Dạ. Nấu ăn đều đặn vô chứ không. Rồi bà cụ đi tới giờ chưa về luôn. Trời ơi, đi có khi tới tối mới về. Sáng đi sớm rồi tối mới về. Rồi ông cụ ở nhà có nấu ăn cho bà cụ không? Có. Có nấu ăn cho bà cụ luôn hả? Ừ, khi nấu khi. Hồi tối bà cụ ngủ đâu? Bà thì ngủ dưới ghe. Tôi ngủ này. Sớm giờ con ngồi bên kia kìa. Con đợi cho bà cụ về. Mà bà cụ lâu quá không về. Rồi phân kho phế liệu hả? Dạ. Sống gì thấy lũi buồn quá không? Quen, nên cô độc nó cũng quen khi dọc. Dạ. Sống nên nó quen rồi. Cô độc nó cũng quen à hả? Ngủ vậy có nhức lưng dữ không? Cũng nhất là đau thì chịu gì sao vậy đây? Tuổi thì lớn rồi. Bây giờ có ham muốn gì nữa không? Ham muốn gì? Cơm gạo ăn hai bữa là phước đức. Không có ước muốn gì nữa đâu hả? Không. Sao nó đơn giản vậy? Không ham gì chứ. Đụng vào tiền mà không có ham xài. Sao? Không có tiền xài mà có xài gì được. Uống vòng vòng chơi vậy thôi. Không có tiền xài luôn hả? Ừ. Có đi uống cà phê gì không? Có, sáng đi uống ly phê mấy ngàn bạc, 4-5 ngàn bạc rồi về. Bữa nay ông có đi bán vé số không? Từ hôm mất cái xe về đâu đi bán số. Mất xe đạp á hả? Ừ, mất, để đây mất luôn. Ừ. Biết nó lấy chi. Không có khóa lại không? Không. Không có khóa lại hả? Ừ. Rồi mất luôn. Mất. Cho bà nó, mình nghèo nó còn nghèo hơn mình nữa. Thôi cho nó thí đại đi thật. Cái bà đó. Tại đó. Khổ rồi, nghe người ta còn khổ hơn mình đó. Ông là con thấy là khổ nhất rồi chứ sao thấy người ta khổ hơn. Mình dòm lên đi người ta còn ta khổ nói gì. Dạ. Ông thấy cái trường hợp nào mà khổ hơn không? Ông kể con nghe với. Thiếu gì người. Dạ, khổ sao ông kể con nghe với. Rồi, nhiều người lắm nổi làm khí dọc. Ông vậy là ông thấy hạnh phúc rồi đó hả? Ông cơm được ngày hai bữa là cha người ta là phước đức rồi đó. Vậy hả? Ừ. Cơm mà ông không có ăn mà cơm mà gạo móc cơm không có ăn mà. Gạo đó ông đó của nhà nước ta cho. Dạ. Rồi tôi để đầu nằm á, nó ướt rồi tôi để qua đó rồi giờ. Nó thảy ra thì tội lắm. Sao không cho người ta cho nấu cho heo gì ăn? Cho người ta không có, tôi ham. Tôi không chịu làm, tội lắm. Người ta về người ta ngủ niệm mắm chân im rồi trưa này có máy lạnh nữa. Mà mình thấy mình nằm mà gió mái, không có quạt gió luôn. Tối thậm chí là không có điện luôn á. Sống trong cái khu mà người ta bỏ rồi, mà mình lủi vô mình sống. Thì ông thấy buồn dữ không? Tại số phận mình vậy thì phải chịu chứ giờ buồn biết gì. Có khi nào ông ngày xưa cái quá khứ của ông có nhậu nhẹt ăn chơi gì lắm không cô? Hồi xưa thì mình một người nhậu nhẹt thì cũng có mà ít lắm. Ít lắm hả? Ừ. Cũng bởi giờ mình mừng lo cho thân mình thôi, không biết sống không. Rồi bây giờ tự nhiên mình lủi thủi vô đây, có khi nào mình buồn cho số phận mình không? Cũng phải buồn chứ nói với ai vậy đây? Tại mình đi. Sao ông nói đi con nghe nè, con sẽ đồng hành, đồng cảm với ông nè.
Buồn sao? Buồn thì đâu ai giúp đỡ mình. Nói đi, có thể người ta giúp được ông á. Nếu ai giúp được mình cảm ơn, chứ giờ số phận mình vậy phải chịu à. Rồi trước là tôi ở đồng ruộng, sau tôi về ngoài này tôi đi tu ở cái trường mấy năm trời lắm rồi. Về ngoài này rồi đi tu, rồi sau đó hết ra khỏi chùa tới Lũ Du bệnh viện Bổ Hoang. Đi làm tùm lum, đừng cứ đừng vậy đó. Bận gì thì bận, chứ đừng có đụng chạm tới chòm xóm với cơ quan chính quyền. Giờ lạ lạ lại ngán hổm vụ gì mà cấp lúa đậu bên đây nè, được chừng 5 kg. Mấy chính quyền lại mời tôi, mà tôi thường thường là tôi cái khô tôi đâu sợ chết đứng. Nấu gì nấu kệ bà nữa. Mình đâu có đâu đúng không? Ừ. Mình đâu có lấy mà sợ. Ừ. Để cái khô gì lạ lạ lại kêu tôi sợ. Ừ. Mình nhắn đài. Có bao giờ mình ước muốn là mình có một cái nơi nào đó mình ở yên ổn cho đến hết cuộc đời này không? Chứ bây giờ mình ở không lẽ mình sống trong cái khu mà nó bổ hoang như thế này hoài không cụ? Trời, cũng kiếm muốn lắm cho mà không được, số phận mình sao? Vì gửi mình đi lại nhà ta, lại chòm xóm, nó mất đồ, mất đạc, mất công thôi, nhà tao chơi nên tao. Ông ý con hỏi là ông có ước muốn nhà trọ hay là gì không? Chứ sao con thấy ông không có ước muốn gì à? Vì ước nhà trọ thì biết kêu làm cho mình cũng muốn mượn tiền đâu trả ta. Ông mình cơm nước lo ngày 2 bữa thì được rồi. À, sao không có tiền trả ta ha? Ừ. Ở đây nhà trọ là nó khoảng bao nhiêu một tháng? Chắc cỡ 1 triệu chứ ngoài. Chứ phần tôi ở đời chồm sớm đâu biết là ai. Ngày xưa cũng không có chơi bời gì hết á. Ừ. Lo làm ăn thôi, giật bắt cá, giật chim cò gì thôi. Ừ. Sao mà để không đến thời điểm này nó không có đất á, không biết có làm ăn lỗ lã gì không mà không có cái nhà ở. Trời, thất thoát vui dữ lắm, nhiều giận. Chứ tôi đâu có cờ bạc, số đầu số đuôi tôi đâu quánh. Thất thoát sao không, ông cụ con muốn biết à? Gia đình làm mà. Dạ. Ba đình ba làm đều tiêu tan ở nhà, giờ tôi đừng đi chơi, tôi không đi chơi nữa. Chòm xóm này mà nói tôi không đi chơi. Là sao tiêu tán là sao không hiểu? Tan hoang nhà cửa thì tùm lum. Nhưng mà tại sao tan hoang đó? Đã phá tan, mần nhiêu thì tôi lấy hết, còn què xương sụp. Là sao? Ai phá? Bà là... Trời, hồi lần tôi khá lắm á, không gì đâu. Hồi đó giàu ha? Ừ. Có được nhiều đất không? 5-6 công nhà. Mà dư giả dữ không? Như người nội lúa mà ta thiếu tôi không đó ha. Là 90 giả lúa. Heo nái 2 con nhà. Dạ. Người lấy đi gì là người ta không qua ở nhà mình ra nó buồn. Ăn nhậu cho một tơi bời qua lá rồi gắn chịu. Ai ăn nhậu? Tôi. Bây giờ thì ít rồi. Dễ tôi ăn. Có nghĩa là hồi xưa cũng buồn ha? Chứ đi còn mình ở nhà làm sao? Bà cụ đi hả? Tôi, bà đi bỏ ra tôi nhà. Đi bỏ đi thời gian? Đi mấy năm dài, chừng 20 năm. Sau này, vậy là sau này ông cụ với bà cụ mới sát nhau ở chung lại? Bà về bà năn nỉ tôi. Tôi kệ bà tha thứ chứ giờ gầy lộn hoài sao? Làm gì năn nỉ? Năn nỉ về xin ở lại đó. Nhưng mà vì sao bà cụ có lỗi gì? Trời, bà đi có chồng có con rồi đó. À, vậy là ngày xưa là bà cụ bà đi rồi có chồng có con riêng rồi, ông cụ ở mình nên đúng không? Con riêng bà bây giờ mấy tuổi rồi? À, con hiểu rồi. Rồi về năn nỉ, về quấn người ta làm gì thôi, kệ bà, đánh đập gì thôi, mẹ nhịn nhục cho nó sống. Giờ chúng mà nói chuyện đủ má đéo bà, người ta cười chết.
Tôi không nói chuyện cái bà làm gì làm. À con hiểu rồi. Tại vì nè, là ngày xưa có thời gian ông với bà cụ chia tay nhau, đúng không? Hồi năm 91, 92 gì đó. Rồi về là ông sao nó biết bà bỏ bà đi, tôi ở nhà sống ở đan à. Ráng mận bỏ lại mấy đứa con mà chết, nên tôi chết ba thằng trai đó. Bà cụ đi bỏ lại con hết trong cụ nuôi luôn? Ừ. Đó bà... Bỏ là bao nhiêu người con? Ba thằng trai chết ra rồi, còn đứa gái một. Lớn không mà mất hết? Chết thằng nhỏ rồi. Cái thằng chết sau này đó là nó tuổi dậu. Lúc bao mất bao nhiêu tuổi mà con? Lúc hồi nó mất 29 tuổi. Bệnh hay sao? Bệnh. Vậy là cái nghề bà cụ đi á là bỏ lại đứa người con bé nhất là bao nhiêu tuổi? Cái thằng Hoàng Sơn đó thì mới đủ mười mấy tháng, 20 tháng vậy. Là bà bỏ đi luôn? Bỏ đi có nạn tôi nhà rồi sang khóc, tôi văn lưới câu đồ dữ lắm mừng. Thì ba kêu về thôi năn nỉ cho tha thứ rồi, mẹ nó cho rồi đi. Tính năn hối hận thì thôi. Ông cụ với bà cụ ở với nhau có mấy người con? Tổng cộng 4 đứa mà giờ còn đứa một à. Gái ông cụ bây giờ đang ở đâu? Nó ở ngoài này bây giờ nó đi mần cái đâu Bình Dương sông Bé vậy, nó không có nhà. Có gửi tiền về cho ông cụ không? Không. Hồi lần nó ở nhà lâu lâu nó gửi lần. Bao nhiêu tuổi ông cụ? Nó tuổi ngọ này 45, 46 gì vậy. Giờ cũng lớn rồi ha. Biết ông cụ sống ở trong nhà hoang này không? Biết chứ. Biết hả? À vậy là con hiểu cái cuộc sống ngày xưa của ông cụ với bà cụ rồi. Có nghĩa là có một thời gian bà cụ bỏ đi, có một đi rồi có chồng mới. Rồi sau đó là bỏ cho ông cụ là 4 người con. Ông cụ gồng gánh nuôi con. Sau đó là 3 người con kia mất, còn người con gái thôi. Rồi sau thời gian nữa thì sau khi sống với người chồng kia không được thì ở với ông cụ, về ở với ông cụ. Bà có chồng rồi sau chồng nó chết cái gì thế về năn nỉ thôi kệ bà nó. Bây giờ quánh nữa chồng mới mất hả? Ừ, tôi để thôi, có tha thứ chứ làm gì giờ đây. Ông cụ nói là sao, bà cụ nói là sao với ông cụ? Ông cụ tha thứ năn nỉ tôi phải làm gì, nói kệ bà bỏ rồi quánh đặt cái gì nói chuyện đặt cái gì. Từ hồi tôi đi tu về tới bây giờ ra đường cứ ít nói chuyện á. Đi tu vì sao, ngộ nhận sao mà ông cụ đi tu? Đau. Bây giờ giá chạy là bữa tôi vô chùa coi sám hối. Bắt đầu tôi ăn chay trường luôn. Lúc mà ở trong chùa thì ông cụ ngộ nhận ra điều gì? Chỉ đi tu chứ nguyện vọng cứ tu suốt đời luôn mà. Thì sao cái đi về mà lần tôi ăn thịt chó chậu về đó ăn được? Ăn được. Ăn được đâu dễ ăn. Lúc mà tu ở trong chùa, ông cụ có nhận ra một cái điều gì về cuộc sống này không? Quyết tâm đi tu luôn mà. Ngồi đi đâu không là đọc kinh sám hối là dữ lắm. Thuộc hết luôn hả? Ừ. Ông cụ đọc đoạn cho con nghe được không? Có cái đoạn mà bên tôi nhớ được khúc nghe là sám hối thuộc mai nguyện lòng niệm Phật ăn chay làm lành ngày ngày tập sức tinh tình đêm đêm tự tỉnh tu hành ăn năn, một là hối ngộ tội căn, hai là cầu đặng siêu thắng cứu quyền được dân hạnh phúc viên chung già sẽ được biên thái bình. Hiện nay là trong túi ông cụ còn tiền không? Không bọc. Không còn đồng bạc nào nữa. Thì sáng đi uống cà phê thì sao? Khi cho khi thiếu chịu đi. Thiếu chịu hả?
thiếu chịu mình làm gì mình trả. Khi mới về mới có thì có với anh em trộm sớm nó cho. Ừ. Ta cho ông ha. Ừ. Có nghĩa là người ta thấy ông đáng thương, ta cho. Chứ chơi thì trộm sớm đừng có tham lắm. Người ta mừng cũng cực khổ. Mình cũng mừng, đừng có tham kỹ. Tại ông cụ có đi tu mà. Nên ông cụ hiểu được cuộc sống này chứ đúng không? Hiểu được lúc trời ơi, mấy năm trời ăn cho trường người đâu có dễ. Hiểu hết trơn. Hiểu luật nhân quả hết à. Ừ. Vậy thì con nói ông cụ đừng buồn hả? Nếu như mà sống ở trong cái môi trường gì này là mình bị quả gì? Không phải bị quả mà chuyện mình là đừng có tham nhũng nữa. Cô ra. Ừ. Người ta mần viện mình cũng cực khổ. Nói chuyện cũng hơn người ta. Bây giờ ở nhà không chơi vòng vòng nhà rồi. Đi ra đường không đứng lên đây. Nói chuyện với mấy thằng nhỏ nhỏ nít đó. Nó đụ má đeo bà. Rồi mình nói chuyện với nó là lọt. Nó cứ nghĩ tôi không nói. Mình không muốn muốn hơn thua nữa. Ừ. Đúng không cậu? Ừ. Mình nói chuyện với nhỏ nhỏ thì nó là chửi thời. Mình nào không thích vậy. Cùng nhau dìu dắt điểm tô cùng quả. Thanh thà với cả chúng sanh thiệt tòi cầm dạ chị. Yêu di phẩm vị thầy về cho con. Ông cụ có lo rằng sao mình ở đây rồi đến khi cuối đời rồi mình mất rồi chỗ đâu. Mình mất rồi sao? Tính tôi theo đạo công giáo mà tôi bây giờ tôi ở bên đạo cao đài rồi. Nếu tôi có chết con cháu tôi đem về đất đánh của ông nội tôi chảnh. Ông cụ theo đạo cao đài ha. Ừ. Quán gì đó nói ăn ăn bị bả là ăn gì? Cơm nguội hay những gì? Cơm nguội. Ừ. Cơm nguội hấp lại. Hấp nhà lại. Thì cũng hết gạo luôn à. Ừ, qua còn đâu được mà lo hay lắm. Đó, vậy cô hỏi gửi cho 10 kg đó cắt cho cẩn thận để mưa nha. Ở trong đó có mì nữa đó ông cụ. Tôi 10 kg tôi ăn lâu lắm. Dạ. Tôi sợ ông để mưa nó bị móc ăn không hết nó bị móc không dám mua nhiều. Tôi máng leo lên. Giờ phải được chiếc xe đạp. Ừ, chiếc xe đạp thì bán với số nữa đúng không? Bán số. À, đạp nổi không? Nổi. Dạ, cần bán ngày nhiêu tờ nói con? Bán ngày khoảng 100, 120 à. Dạ. À... Mà tôi đi bán với số là họ cứ bán là chúng số nhiều có 2 số, 3 con, 5 con lâu lâu mấy lần. Dạ. Thì tôi nghĩ tới giờ ta cho tiền lấy gai qua. Dạ. Chứ đừng tham ta. Đừng tham. Mày cho tiền tôi không lấy. Lô 15 triệu nó trúng 11 đó. Mà đâu phải một ngư. Rồi giờ đau. Ước mơ của ông cụ bây giờ là chỉ cần một cái chiếc xe đạp, một cái số tiền để bán với số thôi đúng không? Ừ. Bếp ga mẹ. Nấu điếc, nấu ăn chút xíu. Có cần bếp ga không? Cần. Để con nói với Mạnh Thường Quân, nếu mong cô bác anh chị xem clip này thì cũng chung tay nhau ít thôi cho ông cụ để ông cụ làm vốn bán số, đó là ước mơ, là lao động kiếm tiền. Chứ bây giờ ước mơ chiếc xe đạp cũng không có nữa. Dù chiếc xe đạp đó có 200-300 ngàn. Nó ở đâu 200? Xe đạp cũ bên phố liệu á. Có chưa? Chưa. Đức kêu bán kìa mà mình không có tiền mua. Ông cụ có số điện thoại không? Không. Ừ, nói đợi để là đi mai mốt con ghé lời con mua cho ông để bán số. Tôi không có số điện thoại. Gặp chiếc xe đạp đó chưa? Thằng trong kia nó kêu bán đâu 200-300 ổn trong đường 7 à. Hay là muốn chiếc xe đạp mới? Xe đạp mới chịu mấy lần. Xe đạp chừng 200-300 ngàn. Bây giờ gì nè, ông muốn chiếc xe đạp mới thì mua cho ông chiếc xe đạp mới luôn. Con hỏi Mạnh Thường Quân mua cho ông chiếc xe đạp mới để đi bán số. Nếu Mạnh Thường Quân là tôi cảm ơn cái đầu tặng của tôi để suốt cả đời luôn à. Cái tiệm xe đạp gần đây không?
phế liệu thì nó gần mà bên Berlin nó có độ xe mới làm gì mất công, phiền phức ra lắm. Ủa xe cũ đạp nó hư sao? Hư thì mình sửa. Thôi sửa tiền đâu sửa. Cái gục với cái xe không là sửa lại cũng cả 100.000, mua xe đâu nhiêu, 200-300.000. Muốn bán bao nhiêu tờ vé số? Bán 150 tờ. 150 nhiều quá, đập mệt không? Bây giờ tới số 1 đảo qua xã Bình, khi nó còn số đưa về qua tới Sơn Hòa tôi đảo về đây. Bây giờ là không còn đồng nào để nó bán vé số hết? Không còn. Thì thôi như thế này là con sẽ, con hứa con sẽ giúp ông cụ có một cái chiếc xe đạp có vốn để bán vé số. Con hứa. Tôi cảm ơn nhiều lắm. Và bây giờ như thế này, ngày hôm nay đến đây á thì cũng con tình cờ được biết không, con thay mặt cho cô Huệ ở Bỉ tặng cho 1 triệu đồng, thì con trích ra con mua cho ông gạo với lại mì với lại một ít nhu yếu phẩm, muối đường bột ngọt với tương nước mắm đầy đủ trong kia. Rồi còn dư bao nhiêu tiền con gửi cho ông nè. Đó, đây là được 600, còn lại 650 6 ngàn. Thôi tôi cảm ơn chú nhiều. Có tiền lẻ đồ đi để đi uống cà phê cho vậy, ít chưa phải dạ. Đi chơi đi không đi mà. Cái cờ bạc với đá gà được là tôi không có chơi. Hôm nay là ông cụ với bà cụ là xài tiền chung hay xài tiền riêng? Xài tiền chung. Xài tiền chung hả? Ừ. Ông cụ bà giữ đi nấu ăn cho bà cụ luôn. Ừ. Rồi chừng nữa bán vé số thì mua xe đạp thì con sẽ hứa con sẽ thực hiện cho ông cụ. Con sẽ mạnh động quân sẽ chung tay nhau. Nghe mừng không? Nghe mừng. Và chiều qua đi chơi đắng rồi đi mấy người đó tôi nói gì vậy? Gặp ông kia ổng què ổng 73 tuổi, về nhà mấy người đó có người ta giúp đỡ, cảm ơn. Muốn kêu đừng đi chơi nha, ở nhà vòng vòng tôi đâu đi chơi, ở nhà nha, đừng đi đâu con kiếm không á. Rồi thôi, tại tôi không có số điện thoại chứ cái gì là không biết chơi đâu chắc vòng vòng nhà. Rồi trong nay mai thì con sẽ cố gắng con sẽ quay lại. Rồi một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị và Mạnh Thường Quân đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn cô Hồ ở Bỉ đã ủng hộ với số tiền là 1 triệu đồng để có thể cho ông cụ một số nhu yếu phẩm cũng như là số tiền sinh hoạt hàng ngày. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại. Ông cụ muốn nói lời nào với cô Hồ không? Thì tôi cảm ơn chú dạ. Dạ. Rồi con chào ông cụ ha. Cảm ơn nhiều.